Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022. Và hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Trần Hưng Đạo, ngã ba đường canh mép với Trần Hưng Đạo các bạn. Phía trước màn ảnh của chúng ta là vòng xoay công trường Quách Thị Trang. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn được những ngày cuối tuần thật hạnh phúc và đầy là năng lượng, có những niềm vui bên gia đình. Trong video ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng di chuyển về bên đường Lê Lợi, về bên chợ Bến Thành. Chúng ta sẽ cập nhật một số hình ảnh ở tại đường Lê Lợi. Phía trước màn ảnh của chúng ta là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành Sài Gòn các bạn. Chợ Bến Thành Sài Gòn thì gặp rất là nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua khi mà ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã làm điêu đứng các tiểu thương kinh doanh ở trong chợ Bến Thành này, gặp rất là nhiều khó khăn. Cho nên phải nói rằng khi mà Việt Nam chính thức mở cửa đón khách du lịch quốc tế thì chợ Bến Thành thì hiện tại cũng chưa có gì gọi là phục hồi, hồi sinh nữa các bạn. Rải rác thì có một số người nước ngoài đi du lịch, đi tham quan chợ thôi. Thế còn bên trong thì cũng điều hiu lặng lẽ lắm các bạn. Nhìn rất là thê thảm luôn. Hy vọng ngày cuối tuần thì nhiều khách hàng sẽ đến với chợ Bến Thành hơn. Đây là hình ảnh phía bên ngoài. Hình ảnh phía bên ngoài đường các bạn, đường Phan Chu Trinh. Đây là đường Phan Chu Trinh các bạn. Hôm nay ngày cuối tuần thì sẽ có nhiều khách du lịch, khách tham quan sẽ đến mua sắm cũng như là chụp ảnh lưu niệm ở bên trong chợ Bến Thành này. Cho nên hy vọng là từ nay cho đến mùa hè thì sẽ thu hút nhiều khách du lịch đến đây hơn, đặc biệt là khách quốc tế đến với Việt Nam, đến với Sài Gòn, cũng như là các kiều bào khi mà trở về Sài Gòn thì cũng ghé thăm chợ Bến Thành để thấy được sự thay đổi cũng như là cái không gian ở chợ Bến Thành sau những thời gian rất là dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trước đây thì con đường Phan Chu Trinh, con đường Phan Bội Châu, con đường Lê Thánh Tôn thì có rất là nhiều du khách Việt Kiều đến đây để mà mua sắm tham quan. Con đường này trước đây nhiều khi không có chỗ gửi xe luôn các bạn. Xe 4 bánh cũng như xe 2 bánh thì rất là khó gửi, tìm chỗ gửi. Bởi vì với cái lượng khách ở khu vực chợ Bến Thành này đông, nhưng mà điểm gửi xe thì không có nhiều, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Công trình đường Lê Lợi thì vẫn đang tiến hành rất là gấp rút và khẩn trương luôn.
đây các bạn. Đoạn này là từ ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa về bên cổng chợ Bến Thành các bạn. Hiện nay vẫn đang trong quá trình làm. Theo dự kiến thì sẽ hoàn trả lại trước ngày 2 tháng 9 năm 2022. Cập nhật cái đoạn này trước rồi sau đó chúng ta đi về bên ngã ba giao với Nguyễn Huệ để xem thử những hình ảnh sau khi mà sàn lấp lại mặt bằng ở đây đẹp như thế nào ha. Đẹp quá. Này trước cổng của Sài Gòn Center Takashimaya. Các lô cốt này ở đây cũng đang được tháo dỡ hết rồi các bạn. Phủ nhựa đường rất đẹp luôn, trải thảm rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Mặc dù hôm nay là sáng ngày thứ bảy, tuy nhiên công nhân vẫn đang tích cực để hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Đẹp quá. Rồi, ok. Có một cái kiểu ngay đó. Đoạn này đang trải nhựa đường rất đẹp các bạn. Xe lưu đang làm rất đẹp ha.
quá đẹp luôn, tuyệt vời. Cái công đoạn này làm rất là kỹ nha các bạn. Trải đá dăm lu xuống ở lớp dưới, rồi sau đó trải thảm nhựa đường bên trên, sau đó xe lu sẽ lăn lại. Rất tuyệt vời luôn. Làm vậy nó mới chắc chắn được, đảm bảo chất lượng, vừa đẹp mà vừa chất lượng luôn các bạn. Đây là hình ảnh mới nhất được từ Vũ Channel cập nhật vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2022. Thời tiết Sài Gòn trong những ngày gần đây rất là nắng luôn, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 đến 35 độ C. Mặc dù bây giờ mới có 9 giờ 30 phút sáng nhưng mà trời rất là nắng luôn các bạn. Đây là cận cảnh mà các công nhân đang vẫn trải thảm nhựa đường các bạn. Theo như dự kiến thì mặt bằng đoạn đường Lê Lợi từ ngã ba Nguyễn Huệ cho đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ được bàn giao trước ngày 27 tháng 4 nhưng mà không biết có kịp hay không, nghĩa là qua tuần sau các bạn.
Trời nắng thì khi mà trải thảm nhựa đường rất là tuyệt vời luôn, nó khô nhanh và nó chắc thôi các bạn. Ở đây các cái cục đèn cũng đang bắt thành công rồi các bạn, xong rồi đó. Các cái cục đèn ở giữa nè, ở giữa đường đi cho người đi bộ đó các bạn. Quá đẹp ha. Đoạn từ ngã tư Baxter đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì đang rất là gấp rút. Gấp rút cả thứ bảy chủ nhật luôn các bạn. Làm từ sáng cho tới 5 giờ chiều, sau đó một ca làm từ chiều đến sáng ngày hôm sau nữa các bạn. Làm liên tục như vậy đó. Mới mong rằng kịp tiến độ. Và đoạn này thì cũng đang trong quá trình rất là gấp rút luôn, khẩn trương luôn. Bạn thấy không, công nhân bên phía trong làm liên tục. Thứ bảy chủ nhật làm cả sáng cả tối, làm liên tục các bạn. Xe lu, xe bút, xe ủi, rồi các công đoạn như là làm hành lang cho người đi bộ, làm vỉa hè, bắt dây cột điện, rồi đầy đủ hết các bạn. Cấp tốc luôn, tần tốc tối đa luôn các bạn.
nay đã ngày 23 rồi các bạn, chỉ còn có vài ngày nữa thôi, thời gian phải đếm ngược rất là gấp rút. Hy vọng với tiến độ gấp rút khẩn trương này thì đoạn ngã tư Bát Tơ đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng sẽ được hoàn thành đúng với tiến độ đặt ra lúc ban đầu các bạn. Và có lẽ những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.